Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 35 ngày 17 tháng 9 năm 2024 về xử lý cán bộ công chức viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Trong 9 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xử lý hơn 3.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt số tiền trên 17 tỷ đồng nộp vào ngân sách nhà nước theo đánh giá của lực lượng chức năng thì vẫn còn nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện ô tô xe máy vi phạm nồng độ cồn trong đó có không ít trường hợp là cán bộ công chức viên chức theo đó lực lượng cảnh sát giao thông khi xử lý vi phạm nồng độ cồn phải xác minh nếu là cán bộ công chức viên chức thì thông báo về cơ quan quản lý để họ kỷ luật phải xác định việc phát huy vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu của cán bộ trong chấp hành pháp luật về giao thông có ý nghĩa rất quan trọng để định hình lại thói quen chấp hành pháp luật, trước hết là pháp luật giao thông cũng như các quy định khác của pháp luật trong toàn xã hội. Chúng tôi cũng đã thực hiện tổ chức gia quân triển khai kiểm tra uh, triệt để xác định những cung giờ mà thường xuyên có vi phạm nồng độ cồn. Sau khi phát hiện các trường hợp vi phạm, chúng tôi đều kiên quyết xử lý, không vùng cấm, không ngoại lệ và không ai can thiệp được. Thì sau khi chúng tôi lập biên bản xử lý xong, chúng tôi sẽ về tra cứu, chúng tôi sẽ gửi tra cứu về công an xã phường thị trấn để xác định xem là là, là cái người phạm đó có là đảng viên không, có là cán bộ không, có là có, có là cán bộ chiến sĩ trong lượng vũ trang không. Thì sau khi mà phát hiện ra, thì chúng tôi sẽ xử lý và chúng tôi gửi thông báo về đơn vị. Trước tình hình trên, đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, góp phần xây dựng chuẩn mực đạo đức, văn hóa ứng xử của cán bộ công chức viên chức, nghiêm cấm can thiệp tác động vào quá trình kiểm tra xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ và không lợi dụng uy tín vị trí công tác để can thiệp vào việc xử lý vi phạm giao thông của các lực lượng chức năng, nhất là vi phạm nồng độ cồn. phòng và xã chúng tôi cũng xác định đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng. Chúng tôi đã thực hiện những kế hoạch những chuyên đề để tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và đảm bảo làm sao để kéo giảm cái tình hình tai nạn giao thông trên các cái tuyến địa bàn của tỉnh Hưng Yên và đặc biệt là kéo giảm cái tình hình tội phạm về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Không chỉ trong công tác tuần tra phát hiện xử lý vi phạm chính trong mỗi cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát giao thông cũng cam kết tuyệt đối thực hiện đúng theo chỉ thị số 35, đặc biệt không để trường hợp can thiệp, xin bỏ qua vi phạm về nồng độ cồn, thực hiện nghiêm chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian tới, toàn lực lượng công an tỉnh sẽ tiếp tục triển khai nhiều kế hoạch, phương án để chỉ thị được quán triệt ngày càng sâu sắc và thực hiện có hiệu quả hơn. Theo chỉ thị số 35 thời gian qua dưới sự chỉ đạo quyết liệt thường xuyên của ban bí thư, chính phủ, thủ tướng chính phủ, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, đại bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, góp phần làm cho hoạt động giao thông văn minh và an toàn hơn tuy nhiên vẫn còn một bộ phận cán bộ công chức viên chức cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang sau đây gọi chung là cán bộ công chức viên chức thiếu gương mẫu vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông thậm chí có hành vi không chuẩn mực không chấp hành việc kiểm tra xử lý của lực lượng chức năng nhất là trong việc kiểm tra vi phạm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vi phạm về nồng độ cồn Cá biệt có một số trường hợp điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn giao thông làm chết người, bỏ trốn khỏi hiện trường, chống đối, không hợp tác việc kiểm tra giải quyết của cơ quan chức năng gây bức xúc trong nhân dân. Riêng trong năm 2023 và quý 1 năm 2024, lực lượng công an đã kiểm tra xử lý vi phạm hành chính và xác minh gửi thông báo về cơ quan đơn vị, quản lý đối với trên 7.600 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn. Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu là do một bộ phận cán bộ công chức viên chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện bản thân, chưa nhận thức đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bộ Công an đã ban hành thông tư số 46/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 67 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông so với thông tư số 67, thông tư số 46 2024 của Bộ Công an đã không quy định hình thức giám sát thông qua thiết bị ghi âm ghi hình. Theo đó, thông tư số 46 2024 đã sửa đổi bổ sung điều 11, thông tư số 67 2019. Cụ thể, theo thông tư số 46, nhân dân được giám sát công an nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thông qua các hình thức sau: tiếp cận thông tin công khai của lực lượng công an và trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật, tiếp xúc giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ chiến sĩ, kết quả giải quyết các vụ việc đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh, quan sát trực tiếp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trả lời về lý do không quy định hình thức giám sát này, theo đại diện cục cảnh sát giao thông Bộ Công an, thời gian qua, việc giám sát của một số người dân đối với lực lượng cảnh sát giao thông có lúc có nơi chưa khách quan đúng quy định nhiều trường hợp lợi dụng quyền giám sát để quay phim ghi hình, chụp ảnh, quá trình làm việc của cán bộ chiến sĩ, cảnh sát giao thông và chia sẻ lên mạng xã hội nhằm mục đích quấy rối, gây khó khăn cho công tác thi hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Khi những hình ảnh đăng tải được gỡ bỏ và xử lý người vi phạm nhưng vẫn gây ra những ảnh hưởng tác động xấu đến người xem, ảnh hưởng đến quá trình công tác của cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông. Việc không quy định hình thức giám sát của nhân dân Thông qua ghi âm ghi hình phù hợp với quy định của Nghị định số 13/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ luật dân sự, Luật an toàn thông tin mạng và Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Bộ Công an sẽ đưa nội dung quy định, công an các đơn vị địa phương sẽ bố trí khu vực làm việc tổ chức ghi âm ghi hình quá trình làm việc của lực lượng cảnh sát giao thông vào thông tư quy định nghiệp vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ để đảm bảo công khai minh bạch trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng theo đại diện cục cảnh sát giao thông, trường hợp người dân vẫn sử dụng thiết bị ghi âm ghi hình quá trình làm việc của cảnh sát giao thông thì phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và không gây ảnh hưởng quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông. Thông tư số 46 2024 đã bãi bỏ điểm D khoản 1, điểm C khoản 2, điểm B khoản 3 điều 5 thông tư số 67 2019 của Bộ Công an liên quan đến các nội dung công khai của công an nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cụ thể, bãi bỏ việc công khai nội dung kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên gồm các nội dung cụ thể: tên đơn vị, tuyến đường, các loại phương tiện và các hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát xử lý, thời gian thực hiện trong công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính, bãi bỏ công khai trang phục, số hiệu công an nhân dân của cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký, cấp biển số xe trong công tác đăng ký cấp biển số xe bãi bỏ công khai trang phục số hiệu công an nhân dân và các phương tiện kỹ thuật, công cụ hỗ trợ được công khai theo quy định trong công tác chỉ huy, điều khiển giao thông. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, hoạt động của lực lượng Cảnh sát Giao thông ngoài việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông còn trực tiếp hoặc phối hợp với lực lượng nghiệp vụ thực hiện công tác phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông. Vì vậy, kế hoạch công tác là tài liệu mật hoặc nội bộ trong lực lượng. Tại Thông tư số 32 ngày 1 tháng 8 năm 2023 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông, trong đó bãi bỏ nội dung thông báo, công khai kế hoạch tuần tra kiểm soát quy định tại Thông tư số 65 2020, Thông tư số 36 2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của cảnh sát đường thủy tại khoản 2 điều 5 quy định nội dung kế hoạch tuần tra kiểm soát trên đường thủy được quản lý theo chế độ tài liệu mật. Thực tiễn quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông, nhiều người dân đã yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông xuất trình kế hoạch tuần tra kiểm soát và chia sẻ lên mạng xã hội nhằm mục đích quấy rối, gây khó khăn cho công tác thi hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông.